跃马扬鞭，苍穹一现，那关风霜降迎面，笑傲今生历尽百劫，把酒言欢醉相见。沧海浪边，昨夜梦里曾见，今夕波澜，何处风雨点点。又见江湖是是非非恩怨，世纪红颜携手海角天边。跃马扬鞭，苍穹一现，那关风霜降迎面，笑傲今生历经百劫，把酒言欢醉相见。跃马扬鞭，苍穹一现，那关风霜降迎面，骄傲今生历尽百劫，把酒言欢醉相见。传闻笑语眼底，四真良招呼大，这个眼底入出古大，总见到个龙梦雕行妖魔，妖魔腾腾的人子啦，会惹雕行。phù thề ân ai vốn là chuyện tốt đẹp nhất trên cõi đời này, nhưng mà ngươi, mạnh ngươi siêu chính là ngươi, hoành đao đoạt ai, ngang nhiên dụ dỗ nương tử của người khác, phá tan hạnh phúc của người ta. Ngươi có biết hành vi của ngươi đi ngược lời nói hay không đó? Các vị huynh đệ, không phải Dương Mục này không biết liêm sĩ, đem chuyện ra rêu rao, nhưng gì? Mạnh Nguyên Siêu thật sự hiếp người quá đáng, ngang nhiên dụ dỗ dân tử la nương tử tôi. Bây giờ lại muốn dùng lời sằng bậy lừa gạt mọi người. Thật sự tôi không thể nhịn được để cho hàng tiểu nhân này tiếp tục làm hại Võ Lâm. Hôm nay cho dù tôi có mất danh dự, cũng phải vạch trần chuyện xấu xa của Mạnh Nguyên Siêu. Mong mọi người minh giám. Tử La, mùi nói đi, lời huynh nói đều là sự thật, mùi nói đi. Dương Mục, người nói gì vậy? Các vị đừng tin hắn. Tử La, dân của nương và hắn đang đoạn nghĩa tuyệt. Dương Mục, ngươi ngậm máu phun người, dùng người nhục ta, như vậy là có ý đồ gì? Tử La, tên của Tử La để cho ngươi gọi sao? Ngươi là gì của cổ? Bây giờ ngươi hỏi ta có ý đồ gì? Chuyện đến nước đây, tôi không hề nói ra cho mọi người biết. Trước khi Tử La thành thân với tôi, trong bụng của cổ đã có nghịch chủng của Mạnh Nguyên Siêu. Nhưng tôi không có chê bai cổ, vì tôi rất yêu cổ. Tôi chỉ hy vọng phải mãi sống bên cổ thôi. Nhưng mà Mạnh Nguyên Siêu, hắn đã năm lần bảy lượt tới nhà dụ dỗ nương tử của tôi. Sau cùng nương tử tôi đã rời xa tôi. Chính Mạnh Nguyên Siêu đã khiến gia đình tôi bị tan nát. Đối với huynh thật sự quá tàn nhẫn. Dương Mục, ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Nhưng Tử La, để tử ta có du oan ngươi không, hãy nói rõ cho mọi người biết đi. Những gì Dương Tiêu Đồng nói đều là sự thật. Chỉ có mặt ở đây, đừng có thể cười vào Dương Mục này. Tôi là nam tử hán, chịu nổi nhục như vậy,
đến con kẻ thù của mình, quyết trận sống chết. Nhưng nương tử tôi đã rời xa tôi, tất cả như mây khói lướt qua. Tôi chỉ mong mọi người có thể nhìn kỹ bộ mặt của kẻ lòng gan dạ sói này. Người ăn nói hàm hồ. Người nói Mạnh Nguyên Siêu dụ dỗ Tử Lan, thật ra Mạnh Nguyên Siêu đã có hôn ước với chữ Mộ Phái Phù Tăng. Cả hai người rất thương yêu nhau. Trước đây Nguyên Siêu và dân Tử Lan vốn có tình ý, nhưng đó là chuyện trước đây rồi. Bây giờ Mạnh Nguyên Siêu đã đến với Lâm Chữ Mộ chúng tôi, thật sự không thể nào là tên ác đồ dụ dỗ vợ người khác được. Điều này mọi người của Quý Phái Phù Tăng đều có thể làm chứng. Phải đó, giữa Thanh Thiên Bạch Nhật mà có kẻ dám nói dối, thật không biết xấu hổ. Mọi người đừng bị lời nói dối của hắn lường gạt. Chà, tôi tưởng chuyện gì rất là náo nhiệt, chỉ ra là lũ phế nhân nói những lời thừa thãi. Các vị, tôi chính là Mộ Trường Phong mà mọi người trong giang hồ gọi là cầm kiếm sâu tuyệt tình hợp kiếm si. Chuyện của Mạnh Nguyên Siêu và dân Tử La tôi biết rất rõ. Đúng ra họ là một cặp rất là xứng đôi. Nhưng vì một chuyện hiểu lầm nhỏ thêm chuyện tôi làm việc bất lực, cho nên họ buộc phải xa nhau. Vào lúc dân Tử La đau lòng nhất, cần có người an ủi, thì tên súc sinh này đã dùng lời ngọt ngào dụ dỗ thành thân với hắn. Nhưng hai người thành thân rồi, thu thê ân ái cũng không có gì. Nhưng mà không phải, vì muốn khống chế dân Tử La, ngươi đã cho cổ thuốc độc dược. Nè, cổ là nương tử của ngươi sao? Sao ngươi có thể cho cổ độc dược được chứ? Mọi người nghĩ coi, nếu mình là dân Tử La, mình có bỏ đi không? Có bỏ đi hay không? Đi chứ, sao lại không bỏ đi nữa? Đúng rồi, phải bỏ đi chứ. Tử La, mẹ, Tử La, mẹ có sao không mẹ? Các gì? Đây là mẹ của tôi. Dương Mục bắt mẹ của tôi để uy hiếp tôi, bắt tôi nói những lời tổn hại đến Mạnh Nguyên Siêu trong đại hội. Phải, trước đây tôi và Nguyên Siêu yêu nhau, nhưng đã là chuyện quá khứ rồi. Mùi nói dối, hai người vẫn còn chưa dính với nhau mà. Không, Nguyên Siêu và Dương Song là một đôi, tôi cũng có ý trung nhân rồi. Là ai? Mộ Trường Phong. Tôi không tin, tôi không tin. Dương Mông, nhà họ Dương bị để làm mất mặt rồi. Thầy tí về. Theo tôi về. Tất cả theo tôi về. Về. Mộ đại hiệp, lần này cũng nhờ cậu tôi mới được bình an trở về. Thật tình tôi không biết làm sao đền đáp công ơn của cậu. Bá mẫu đừng khách sáo, tôi thấy ngại mới phải. Nếu tôi đến sớm hơn thì bá mẫu sẽ không chịu cực khổ. Bây giờ trong người đỡ hơn chưa? Trở về thì thấy đỡ nhiều rồi. Mộ đại hiệp, thật sự không biết làm sao báo đáp ơn cứu mạng của cậu đây. Hay là cậu ở lại tiêu hãn vài ngày đi. Tử La nó cũng rất buồn, nếu cậu thấy tiện thì cứ ở chơi với Tử La vài ngày. Mẹ ha, Mậu đại ca bận nhiều việc lắm. Trời, Mậu đại hiệp du kiếm giang hồ ung dung tự tại, ở lại vài ngày cũng đâu có gì chứ phải không? Bá mẫu đừng bận tâm nữa, tụi tôi lo được rồi. Bá mẫu đi nghỉ đi. Sao mà được, quyết định như vậy đi ha. Cậu nói chuyện với Tử La một lát, tôi vào nghỉ ngơi ha. Bá mẫu bảo trọng. Mậu đại ca. Hả? Xin lỗi, hồi nãy đã khiến cho huynh phải khó xử, nhưng mà không còn cách nào khác. Chỉ có người tục thế mới để chuyện trong lòng lâu như vậy. Tôi đã hoàn toàn quên hết, tôi bỏ hết rồi. Với lại, mình đừng để tâm những lời mùi nói ở Phi Dương Tiêu Hãn. Mùi chỉ muốn tốt cho Viên Siêu, mà không muốn danh tiếng của Phi Dương Tiêu Hãn bị mùi hủy hoại. Cô có thấy phiền không? Đừng coi tôi là thằng ngốc. Nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ nói vậy. Vì bạn bè lên núi đao xuống chảo dầu cũng không ngần ngại mà. Bái phục. Đừng ở đây với tôi nữa, vào với mẹ cô đi. Lần này có thể bình an trở về giống như một giấc mơ vậy. Thật sự phải cảm ơn mẫu đại hiệp. Tử La, thật lòng rất hối hận. Chuyện ra nông nỗi này đều là lỗi của mẹ. Nếu trước đây mẹ không gả con cho Dương Mục thì hôm nay sẽ không có chuyện như vậy rồi. Mẹ à, mẹ đừng nói chuyện đó nữa.
Bây giờ mẹ bình an trở về là được rồi. Có ai ngờ Tinh Dương Mục lại vô tình vô nghĩa như vậy. Thôi bỏ đi. Bây giờ không bỏ qua cũng không được. Chuyện đến nước này, con và Dương Mục cũng chấm dứt rồi. Sau này cũng đừng thế nào. Vừa rồi mẹ thấy Nguyên Siêu cũng còn thương. Nguyên Siêu đã có ý trung nhân rồi, mẹ cũng nghe mà, là lâm vô sông đó. Cũng không thể trách Nguyên Siêu. Còn Vũ Trường Phong thì sao? Tuy rằng cậu ấy hơi kỳ lạ, nhưng con người rất tốt. Mẫu đại ca là bạn của con, không thể nào đâu. Xem ra số của mẹ con ta đều rất khổ. Thật là quá đáng. Không biết Trung Châu Tiêu Hãn muốn giở trò gì nữa. Trên Dương Mục đó thật quá đáng, dám đến đây gây rối. Chuyện không tầm thường, không biết do ai sai khiến được. Xem ra sau này chúng ta phải tăng cường sự đề phòng mới được. Nhưng lần này cũng nhờ hai vị đứng ra giúp đỡ mới may mắn thoát nạn. Cậu đừng khách sáo với chúng tôi, chúng ta là người một nhà, đừng xa lạ quá. Phái Phù Tang đối với tôi ân trọng như núi, tôi vô cùng biết ơn. Có điều những lời vừa rồi tôi sợ có lỗi với Vô Song, như vậy làm tổn hại danh tiếng của Vô Song, đồng thời đối với phái Phù Tang. Trước đây cậu đã thừa nhận mình là đệ tử phái Phù Tang mà, phải không? Phải, tôi có nói vậy. Vừa rồi chúng ta đã tuyên bố với các bằng hữu trong giang hồ, hai người là một đôi, không có tổn hại danh tiếng của ai. Cậu đã là đệ tử phái Phù Tang thì hỗ trợ Vô Song quản lý phái Phù Tang. Hai người ở bên nhau thì những người khác không còn gì để nói. Phải đó, bây giờ phái Phù Tang rất cần cậu. Một mình Vô Song quả thực rất cực khổ. Tôi nghĩ cậu cũng đâu có muốn để các bằng hữu trong giang hồ cười vào mặt chúng tôi chứ. Hai vị tin tưởng tôi, đương nhiên tôi càng có trách nhiệm hỗ trợ phái Phù Tang. Sau này phái Phù Tang có điều gì cần tại hạ giúp đỡ, tại hạ nhất định không từ chối. Mạnh đại ca, hả? Có ý trung nhân thì phải mạnh dạn nói ra, muốn giấu trong lòng dễ bị bệnh lắm đó. Làm gì có. Vì hôm nay gặp mọi người huynh rất vui, không biết phải nói gì cho tốt nữa. Muội biết trong lòng huynh chỉ yêu một mình dân cô nương. Con người cổ rất tốt, muội mong hai người có thể trở lại với nhau và sống hạnh phúc. Đa tạ muội đã quan tâm. Huynh khách sáo quá. Đối với muội và phái Phù Tang, huynh đều là ân nhân. Muội chỉ quan tâm huynh một chút thôi, có đáng là gì chứ. Nhưng mà huynh và cổ không thể nào trở lại được. Sao vậy? Vừa rồi trong đại hội liên minh muội cũng nghe rồi, cổ nói ý trung nhân của cổ là Mộ Trường Phong. Vì giữ sĩ diện cho huynh, cổ mới nói như vậy. Cả điều đó huynh cũng không nhìn ra sao? Nhưng huynh cảm thấy họ không phải là không thể. Thật sự Mộ Trường Phong rất tốt với cổ. Mạnh đại ca, huynh đừng suy nghĩ lung tung nữa. Huynh còn tiếp tục như vậy, cuối cùng huynh chẳng làm được gì hết. Bỏ đi, muội phải đi đi. Muội coi Tăng Sư Tỷ và mọi người về chưa? Nếu về rồi muội giờ họ phải về phái Phù Tang. Nè Vô Sông, tại sao muội không ở lại vài ngày? Lần này muội đến để trợ giúp huynh, bây giờ mọi việc đã xong, không lý nào lại ở lại. Vô Sông, muội định trở về thật sao? Ờ phải đó. Vô Sông, bây giờ chúng ta đến chỗ Mạnh Nguyên Siêu nói rõ với cậu ấy, để không tin cậu ấy không có chút tình cảm nào với muội. Tỷ đừng nói nữa, chuyện của muội muội sẽ tự lo. Mọi người đừng bận tâm gì muội nữa. Dĩ nhiên tỷ phải bận tâm gì muội chứ. Tỷ không bận tâm gì chuyển môn thì bận tâm cho ai? Nói thật, muội có gì không bằng Dân Tử La. Tỷ nghĩ cổ không xứng với Nguyên Siêu đâu. Tăng Sư Tỷ, hôm nay bằng mọi giá tỷ cũng phải nói cho rõ. Tỷ cảm thấy muội tốt hơn Dân Tử La nhiều. Nói sao muội cũng là một cô gái ngây thơ trong trắng, con nhà đàng hoàng. Còn Dân Tử La thì khác, cổ đã từng có chồng. Dù Mạnh Nguyên Siêu có mù đi nữa cũng không chọn lầm đâu. Đủ rồi, đừng nói nữa. Dạ, Vô Song à, những gì muội nói cũng đâu phải là không đúng. Muội chỉ muốn tốt cho muội thôi, tốt cho tương lai của phái Phù Tang thôi mà. Muội nghĩ thử coi, nếu có hậu thuẫn Mạnh Nguyên Siêu thì phái Phù Tang chúng ta nhất định sẽ được vang danh trong giới võ lâm đó. Chúng ta lên đường đi có được không? Hai người đừng nói chuyện này với muội nữa mà. Ý, Vô Song, muội không nghĩ cho bản thân mình cũng nên nghĩ cho phái Phù Tang chứ. Chuyện này có thể gặp chung mà nói được sao? Hai người đừng ép buộc muội nữa. Vô Song à,
không phải là Quynh ép muội, Quynh chỉ thấy tiếc cho muội thôi. Cảm ơn hai người. Muội biết muội phải làm gì. Nè, Dương Sông. Có chuyện tìm muội hả? À, không, Quynh tình cờ đi ngang thôi. Phải, muội không có chuyện tìm Quynh. Quynh có rảnh không? Trở lại như trước đây thì tốt biết mấy. Quynh còn nhớ có một lần một mình muội cưỡi con ngựa, có một tên ngốc đuổi theo. Sau đó muội hỏi sao Quynh lại đuổi theo kịp, rồi tên ngốc đó nói ta đã mất 2 ngày 2 đêm để đuổi theo một con heo rừng. Thử là chuyện Dương Mục nói có phải là thật không? Là chuyện gì? Mùi từng có thúc giục của Quynh. Quan trọng sao? Quan trọng, đương nhiên rất quan trọng. Mùi cảm thấy không quan trọng. Chuyện đã qua rồi, mùi không muốn nhắc lại. Tử Loan, chúng ta thành thân đi, để Quynh chăm sóc tốt cho mùi. Chúng ta đã trải qua nhiều đau khổ, hãy để Quynh bù đắp lại tất cả cho mình cũng được. Bù đắp không có gì có thể bù đắp, mình cũng không cần sự bù đắp. Quynh có hiểu không? Mới nói là có chuyện nói với Quynh. Điều mà muốn nói là mụ đã quyết định suốt đời này mụ sẽ coi Quynh là một người bạn thân nhất. Trước mặt biết bao anh hùng hả ta, nhưng một nhóm
muội giận Nguyên Siêu là dân phu dân phụ. Nếu bây giờ muội đến với Nguyên Siêu thì chứng tỏ lời nói của hắn là sự thật. Muội không thể để Nguyên Siêu suốt đời chịu nhục. Muội có thể ích kỷ chưa? Yêu là yêu, không yêu là không yêu. Chuyện đơn giản như vậy sao lại bị cô làm cho tạm lên? Quan trọng là hai người đều yêu thương lẫn nhau. Người ta nói sao thì kệ người ta. Muội không để tâm vì huynh làm mẫu trường thân, nhưng muội để tâm, Nguyên Siêu cũng để tâm. Mạnh Nguyên Siêu sẽ không đâu. Cô đấy không có, nhưng người khác có. Cô đấy đang có tiền đồn tích. Muội không muốn liên lụy với anh. Khi Duyên Tiêu Hạng vì mới tạo được thân tiếng, đại hội liên minh Tiêu Hạng cũng bắt đầu có bây giờ. Quân ấy sẽ bận nhiều thêm. Cô không muốn đem phiền não đến quân ấy. Cô không muốn Nguyên Siêu phiền não, cô thà là mình phiền não. Đại nhân, theo tình hình bây giờ cho thấy liên minh Tiêu Hãng đã thành sự thật. Nếu không có sự cố, nếu có sự cố thì sao hả? Nếu không ngoài dự kiến, Minh Vũ sẽ lọt vào tay của tên tiểu tử họ Mạnh. Vậy sau này sẽ càng khó đối phó hơn. Đại nhân, cũng do Thùng A Lăng tận lực trước đây thả hổ về rừng, cho nên mới dẫn đến cục diện như ngày nay. Đại nhân, cô hạ biết tội. Biết tội thì có ích. Tao quyết không để Mạnh Nguyên Siêu là minh chủ liên minh Tiêu Hãn. Nhưng mà sao? Nhưng mà hạ từng biết võ công của tên tiểu tử này, bây giờ không giống gì trước, e sợ. Người sợ ta đối phó không nổi hắn sao? Thầy con rắn nhỏ chỉ mới mọc ra dây thôi, chính là lúc tốt nhất để đối phó hắn. Ta sẽ không đợi ngày hắn thành đạo bay lên trời mới đối phó với hắn. Không lẽ càng không lẽ pháp của đại nhân đã luyện thành công xong? Còn thiếu một bước thôi. Còn thiếu một bước? Đúng vậy, còn thiếu một bước. Bước chỉ thiếu mạng của Mạnh Nguyên Siêu. Chưa xong đâu, đợi chút. Khi cổ nó đến đoạn cuối, tôi rất sợ cổ sẽ khóc. Rốt cuộc cổ khóc thiệt, nước mắt cổ rơi xuống từng giọt một, càng nhìn tôi càng đau lòng. Nước mắt của cổ tí ta tí tách thì tim của tôi đập thình thịch thình thịch. Trời ơi, nhìn muốn nát tim luôn à. Vậy là cậu đã yêu cổ rồi? Tôi yêu cổ phải chứ, đâu có dễ vậy. Được, tôi phải yêu cổ. Trời ơi, có cái gì đâu, đã yêu cổ thì đã sao? Nhưng cổ đã có người cổ rất là yêu, người con trai đó cũng rất là yêu cổ, cổ cũng yêu người con trai đó, sao tôi có thể làm kẻ thứ ba tồi tệ được? Sao lại không thể? Cậu á, yêu cổ có gì là không được chứ? Cậu bỏ lỡ cơ hội rồi. Bỏ lỡ gì chứ, cổ đã có ý trung nhân rồi. Nè, tôi làm vậy là cưỡng tình đoạt ái giành vợ của bạn, trong giang hồ kỹ nhất là chuyện đó cả ông trời cũng không tha. Cậu đi mà nói chuyện với ổng à, đừng quên lát nữa nói chuyện với cha cậu xong rồi á thì kêu ổng trả tiền cho tôi nha. Hả, giờ vô coi cậu thiếu tôi nhiêu tiền. Sao hả? Tìm tôi có chuyện gì? Thật ra lần này ta đến đây là muốn nhờ con giúp ta một chuyện. Muốn tôi giúp ông chuyện gì? Ta muốn thành tâm thành ý xin lỗi Mạnh Nguyên Siêu, hy vọng có thể hóa giải ân oán trước đây giữa ta và hắn. Bao năm nay chuyện này là cái gút trong lòng ta không giải được, cho nên dù thế nào ta cũng phải kết thúc. Hơn nữa ta làm như vậy
chủ yếu là muốn tốt cho con. Tao biết con và Mạnh Nguyên Siêu là bạn thân. Ngày nào mà không giải quyết ân oán, ta sợ lòng con cũng không được thanh thản. Vậy em muốn tôi giúp ông thế nào? Ân oán giữa ta và hắn quá nặng. Chỉ sợ ta muốn đến gặp hắn, nhưng hắn không muốn gặp ta. Cho dù có gặp, cũng sẽ gặp nhau dưới đào thương. Cho nên ta mong con giúp ta hẹn hắn chặt. Nhưng đừng nói là ta hẹn. Ta nghĩ con biết phải làm sao rồi. Hẹn Nguyên Siêu ra thì cũng khó. Nhưng mà ông là kẻ thù giết cha của người ta, tôi sợ Nguyên Siêu gặp ông cũng cản không nổi. Chuyện này con đừng bận tâm, ta sẽ có cách. Thật chứ? Có thật là ông có thành ý hòa giải với Nguyên Siêu? Thật mà. Vì con của ta. Hay lắm. Chuyện mới ba ngày hoàn toàn khác hẳn. Nguyên Siêu à, bộ đạo pháp vừa rồi huynh thể hiện số quỷ nhập thần đó. Vậy đó sư huynh, với võ công của huynh bây giờ chắc là hơn cha muội rồi. Ê, không có đâu. Đạo pháp của huynh làm sao sánh bằng sư phụ. Ý, huynh đừng khiêm tốn. Để từng nghe từ Mỹ nói, bộ đạo pháp của huynh tuy bắt nguồn từ đạo pháp của Lữ Thị, nhưng huynh kết hợp với nội công của phái Phù Tang thì huynh càng mạnh hơn, với lại chiêu thức cũng khác hơn, có thể nói là tuổi trẻ tài cao. À, phải rồi, mới còn đặt tên cho nó gọi là Mạnh Gia Đao Pháp của thế nào. Muốn thành gia lập phái, huynh thấy còn chưa phải lúc đâu. Thịnh vua đây, thịnh vua đây. Ê, mà huynh, tôi đã tìm một nhân chứng có thể giải thích cho cậu nghe cái chết thật sự của cha cậu. Cậu không tin tôi à? Tôi đương nhiên là tin chứ. Ở đây đợi huynh nha, huynh và mà huynh đi một lát. Đi thôi. Dạ. Nè, Mậu Huynh, thật ra huynh kêu tôi đến gặp ai, sao còn chưa đến vậy? Nè, ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Cậu nghe tôi nói nè, người này cậu không muốn gặp cho lắm đâu. Là ai vậy? Vì giữa hai người có chút thù oán. Cái gì? Hắn? Nghe tôi nói hết đã. Như ông nói với tôi, thù hận giữa hai người chỉ là sự hiểu lầm thôi. Cho nên ông hy vọng có thể nhân dịp này giải thích rõ với cậu để hóa giải thù hận này. Không phải, huynh cũng phải cho tôi biết người này là ai chứ. Ngồi xuống đi, đừng nóng lòng, ông đang tới mà. Uống trà, uống trà. Nè, sắp tới rồi. Tới rồi. Bắt cung giọng. Người đâu? Dạ. Đưa Mạnh Nguyên Siêu về cho ta. Dạ. Thứ càn khôn đại pháp của phái Phục Tang các người. Càn khôn đại pháp? Càn khôn đại pháp là phải hóa hết công lực của bản thân mình để hấp thụ công lực của Phù Tang thập thức. Người phế vô công của mình thì chỉ là một phế nhân. Bây giờ ta là phế nhân, nhưng mà chỉ một lát nữa thôi, ta sẽ là nhân thượng nhân. Tu hành của người phàm có hạn, dù người đó siêng năng tu luyện đến mấy nhưng cũng có cực hạn. Còn càn khôn đại pháp luyện thành công rồi thì có thể hấp thụ nội công của người khác. Đến chừng đó
nội công nội lực của Võ Lâm sẽ là thứ trong tay của ta. Và nếu như vậy thì bốn tòa có thể được độc bộ Võ Lâm ra lệnh thiên hạ. Hơn nữa, nội lực vô tình này nhất định có thể giúp ta cải lão hoàn hợp, trường sinh bất tử. Người nên cảm thấy vinh hạnh. Người sắp là người đầu tiên chết chứ càng không đại pháp của ta. Người có thể làm người thứ nhất, đó là phước đức mà kiếp trước người tu được. Điều này ngươi hỏi Bắc Cung đại nhân thì biết. Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, hắn vẫn chưa chết, chẳng qua là mất hết nội lực trở thành phế nhân thôi. Không gì sau đó thì ta không biết đâu. Tại sao người lại chọn ta? Vì ngươi đã luyện được nội công Tịnh Vách Đá Nhạc Sơn. Ngoài việc đó, lão phù còn phải diệt tận gốc, để tránh sau này ngươi đến tìm ta trả thù. Đây là năm xưa cha ta đã bị ngươi hại chết. Đúng vậy. Tại sao? Cha ta có thù oán gì với ngươi? Không có. Nhưng ta phải lợi dụng hắn để chiếm được ngọc phù điêu của Phong Trần Tam Hiệp. Năm đó ta đã biết được trong ngọc phù điêu ẩn chứa bí mật của bảo tàng cầu Diêm Khách, nên ta mới bày kế tịch thu nhà của con cháu Lý Tịnh, sau đó điều tra ngọc phù điêu. Nhưng mà ta không thể dựa vào đó để chiếm hữu. Giả sử trên đường chuyển lên kinh bị cướp, thì có thể nói cách khác, chỉ vì tham muốn của bản thân, dưới cùng trước đối thường mãn ngươi. Con người phiêu bạc giang hồ đều sống cuộc sống gió tanh trăng máu. Điều khác biệt là biết kẻ giết mình ai. Nó chính là giang hồ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở bản thân mình. Chẳng qua trong lòng của mọi người đều có giang hồ của mình. Tuổi đời ngươi còn ít, có nhiều đạo lý ngươi vẫn chưa hiểu. Chỉ đáng tiếc sau này tôi không còn dịp để hiểu đạo lý này nữa. Bắt con nhóc dừng tay lại. Tôi tới đây làm gì? Tôi hỏi ông để làm gì? Đây là bạn của tôi. Tôi không có người bạn như huynh. Bạn thì sao? Ta là cha của con. Bạn thân hay cha con thân hơn? Còn nói đi. Bảo Trường Phong, thì ra huynh là con của ông ấy. Có trách huynh hẹn tôi gặp ông. Huynh thật bí ổi. Quỳnh bán bà cầu Vinh. Thật là tôi không biết ông lợi dụng tôi dụ cậu đến. Nếu tôi biết thì tôi không cứu cậu. Thả cậu ấy ra. Cái gì? Con đang nói cái gì vậy? Khó khăn lắm ta bắt được hắn về đây, mà lại kêu ta thả hắn ra sao? Ta sẽ thả. Người đừng cản trở ta nữa. Mau ra ngoài hộ pháp cho ta đi. Ta phải hút hết nội lực của hắn để luyện càng khôn đại pháp. Chỉ cần luyện được thành công, thiên hạ này sẽ thuộc về cha con ta. Tôi không cần biết ông luyện cái gì. Nếu ông còn coi tôi là con ông thả Nguyên Siêu ra đi. Đừng ngăn cản ta nữa. Chẳng lẽ cô đã quên tình nghĩa ta dành cho con sao? Nghe cũng được, không nghe cũng được, ta quyết phải làm như vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dấu. Đừng tỉnh. Đánh ra. Đừng đánh nữa. Đánh ra. Không, coi như để mặt tôi. Bảo Trường Phong. Tôi nói rồi, sẽ không đánh với huynh nữa. Tôi sẽ không để cậu Ai vậy?
Trời, mau gọi tiểu thư đi. Mau. Tử là sao Nguyên Siêu bị thương nặng vậy? Con phải dặn công trị thương cho huynh ấy. Chuyện khác sao hả? Nội tức của huynh ấy hẳn, nơi không có con không thể truyền được. Nội thương dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nếu không được cứu kịp thời e rằng... Con biết có một người có thể cứu huynh ấy. Là ai? Lâm Du Sơn. Là người phương nào? Họ nói họ tên. Mau nói với chuyện môn mấy người là Mạnh Nguyên Siêu bị trọng thương. Thật ra là chuyện gì tôi cũng không biết. Lúc tôi gặp huynh ấy thì đã như vậy. Tôi cũng dẫn công trị thương cho huynh ấy, nhưng nội công của tôi không truyền vào được. Tôi biết nội công của huynh ấy và phái Phù Tang là nhất mạch tương thừa, nên tôi đưa huynh ấy đến đây. Lâm cô nương, dù thế nào cô cũng phải cứu Nguyên Siêu. Tôi biết rồi. Thôi được, việc tôi làm tôi đã làm rồi. Cáo từ. Nè Dân cô nương, nếu Mạnh đại ca tỉnh lại với độc cô thì sao đây? Cô đừng nói cho huynh ấy biết, tôi và huynh ấy không còn quan hệ nữa. Dân cô nương, nè Vương Sông, vết thương của Nguyên Siêu không nhẹ, nếu không sớm điều trị thì e là... Cô mau trị thương cho huynh ấy đi. Cáo từ. Dân cô nương. Vương Sông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.